Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Thắng đang có mặt ở cầu Nà Diềm. Tin vui đến tất cả các bà con trên bản. Anh em chở được anh nhớ. Tin vui với cả anh em bà con trên bản. Hôm nay Thắng tiếp tục nhận thêm 40 triệu của bạn Hậu. Hôm nay thì bạn Hậu cũng vào trực tiếp đây đến cả bà con, xe đến chỗ nhà bạn Khánh ấy rồi. Các bạn ấy đang có ý đồ lên cho bà con và xem cái khảo sát tình hình thực tế cái chỗ mà các bạn ấy muốn tiếp tục một cái con đường ở đây. Thì các bác biết là đến tháng 8, tháng 9 này thì đường sẽ được đổ là 3,5 mét thông tuyến từ đây lên Kim Linh đó, trên lên chỗ qua nhà bạn Minh ấy, lên nữa. Bây giờ thì ô tô thì bà con vẫn chưa cho đổ đất vào đây, để lý do là chỉ xe máy thông thôi, để cho bảo quản cái cây cầu của các nhà hảo tâm đã giúp về đây. Đấy, hai cây cầu Nà Diềm, cây cầu đôi. Thì nói qua để cho các bác biết rằng là hiện giờ thì Thắng đang cây cầu tiếp theo này là cây cầu số 16 trên kênh của Nguyễn Tất Thắng. Tối hôm qua thì Thắng về và đón các bạn này, thực sự là không phải kể khó đâu, nhưng mà khổ đâu, nhưng mà Thắng hiện giờ đang ở một mình, vợ thì lại đi về quê ở dưới Tuyên Quang, nên là Thắng ở mình, nên là từ giặt quần áo cá nhân của Tất Thắng rồi đến rất nhiều những cái công việc nữa, để có nghĩa là dạng kiểu nó bị quá tải về cái công việc trong một vài hôm gần đây đấy. Nhưng mà với cái, các bác biết rằng là Thắng say mê cái công việc đi bản đến mức nào đó, không thể nào mà không đi bản được đấy. Cây cầu đôi đây đấy. Cây cầu này mà đổ xong tuyến dẫn, Thắng phải nói rằng là hàng khủng nhất luôn trong các cây cầu mà Thắng đã từng giúp đấy. Nhưng mà với cái số lượng công việc thì không thể bằng được cây cầu bản dâng đấy. Đấy, cây cầu đôi đây đấy, các bạn nhé. Lên trước đi em ơi, cứ đi đi, cứ đi đi. Đấy. Với cái cây cầu mà để Tất Thắng nói qua nữa các bạn rằng là khi mà làm đến giờ cái công việc về cầu ấy, thì bà con cũng rất là nhiệt tình và chính quyền ở đây cũng rất là ủng hộ với Tất Thắng. Các biết bạn biết rằng là hôm nay anh Lượng, anh Nhất là cũng vẫn lại tiếp tục cùng Thắng ở đây. Các bác xuống chở người à? Thế thì ba xe nữa thôi. Cũng anh có hai người kia chở rồi. Rất là tuyệt vời, lại tiếp tục một cây cầu nữa nhé. Ôi nhiều quá, có ba người thôi. Đây đi xem cầu mới. Đến. Thắng chưa quay hẳn cái đoạn đường là mà thông cầu Nà Diềm lên nó là như thế nào nhá. Cái đường này thì theo nói rằng đây là lên ngay đây là nhà bạn Minh trưởng thôn đây rồi đấy. Đấy, cầu Nà Diềm tiếp tục lên đấy, đi theo cái tuyến đường ấy đấy. Trên này gọi là bó khiếu bản lụa đúng không ạ? Đúng rồi. Đây là nhà em trai của bạn Minh này đúng không ạ? Đây, nhà trên này là nhà bạn Minh trưởng thôn này. Trên này đang quét nhà ấy. Nhà tiếp nữa là nhà bố bạn Minh này. Hello. Minh trưởng thôn. Thấy bảo là cái này là nước nó to lắm mà, đến mùa mưa nước ở cái cầu này to hết đấy. Hả? Vâng. Ờ. To hết. Mùa mưa không đi lại được đâu. Không đi lại được á? Ờ. Hôm nào lũ rồi. Lũ là không đi lại được. Lũ là không đi lại được. Ờ. Bình thường thì vẫn nước vẫn đi lại được. Thế ạ? Chưa biết nó là chỗ nào.
À, đây cầu Nà Diềm nó thông ra cái ngã ba này à? Thông lên đây à? À, đây thông ra đây. À, bà con đang gặt lúa này. Đến đây. Ôi giời, cái này 40 triệu nó có trôi không? Hả? À? Bảo 40 triệu thì nó có trôi không? Dạ? Mưa lũ to à? Năm nay khô hạn. Đây à? Mà trận mưa là nước ngập kiến cắt. Ờ. Suối cận cảnh nó như nào? Đây bà con nhận thuốc đây à? À. Bên này bao nhiêu hộ? Bên này một bên xóm bản mơ xóm giờ bạn đây là bạn Hậu, bạn ấy là hôm qua thì bạn ấy cũng mới lên đến Hà Giang thì đang nói rằng trao đổi là bạn ấy muốn giúp một cây cầu nhỏ nhỏ thì hôm trước thì mà bạn trưởng thôn bản Lủa đâu nhỉ, đây bạn này nhỉ, đúng không? Bạn ấy cũng muốn là giúp thôn của bạn ấy, nhưng mà bây giờ theo cái tình hình thực tế thì bạn Hậu và anh đây thì lúc nãy đi đường với cả hôm qua cũng trao đổi ấy, thì không phải là riêng 40 triệu mà có thể thêm một chút thì bạn cũng có thể giúp được, nếu không kinh phí ấy. Thế là phía em thì em muốn là tài trợ cho bà con một cây cầu, về phần kinh phí thì nó có thể gia tăng thêm thì cũng không sao nhỉ. Đấy, nên là mình hoàn thành xong một cây cầu. Báo cáo với anh là đấy, tính sơ qua là tính nguyên thân cầu và hai mũ nó sẽ rơi vào 30 khối bê tông, tổng 30 khối bê tông cả phần móng và phần mặt, và cái xi măng nó sẽ tốn rơi vào khoảng tầm độ 12 đến 15 tấn thì nó sẽ rơi gần xích xoát 20 triệu rồi. Xong nó còn sắt rồi là cát sỏi rồi khi mà thi công còn máy móc hỗ trợ nữa. Đấy để trao đổi trực tiếp thì... khoảng bao nhiêu? Khoảng 50 triệu thì là sẽ chắc chắn hơn. Yeah. Đây là bạn Hậu thì xem như nào? Tức là em sẽ chuyển cho anh Thắng và anh sẽ bàn giao tiến độ cho bà con. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy thì thực hiện theo tiến độ. Vâng, tức là cái đấy thì miễn xong một cây cầu anh Thắng ạ. À rồi, ok. Đây là qua đây thì để nói luôn rồi. Tại vì là bà con thì cũng đứng ở đây đông nhưng mà bà con thì không thể hết được. Nên là Thắng đó giới thiệu qua trên kênh đây là có bạn Hậu ở dưới Hà Nội. Và bạn ấy đang hôm nay thì về đến đây và bạn ấy hôm qua đã nói là trao đổi thì đang nói là 40 triệu nhưng có thể gia tăng lên như trong thôn đây đang báo cáo là khoảng 50 triệu. Thì bạn nhất trí là bàn giao cái số tiền là 50 triệu cho Tất Thắng. Và hôm qua thì Thắng đã nhận được cái số tiền là 40 triệu của bạn Hậu đã chuyển qua số tài khoản của Tất Thắng là 40 triệu. Thì Thắng sẽ hôm nào bà con khởi công thì Thắng sẽ bàn giao tiền và bạn sẽ chuyển lại cho Tất Thắng là 10 triệu nữa để giúp cho bà con thôn Bản Lùa có một cây cầu đây, để cho bà con ở đây được biết và tinh thần là sẽ có một cây cầu ở chỗ này. Đấy, mưa nước lũ thì chỗ này là đa phần là mưa chia cắt mùa mưa là vâng, bên này là bên này và bên này là nó cũng phải cao tầm này đấy, nước đấy, đúng không? Theo mực nước đây đứng đây là về mặt cầu mình sẽ làm bằng hai cái mặt đường hiện tại. Vâng, như là chứng tỏ là cái địa hình ở trong Linh Hồ này là rất nhiều suối nhỉ, suối nhỏ, khe suối nhỏ, và xung quanh là núi nên là gần như là khe nào cũng có suối chảy xuống. Cây cầu này hiện giờ với cả bạn Hậu là một con số rất là đẹp ở trên kênh của Tất Thắng là cây cầu số 16. Để cho các bác biết được rằng là rất là vui là Bản Lủa là tiếp tục có một cây cầu số 16. Và bây giờ nữa thì
cái thuốc của bạn ấy thì tí nữa thì bà con anh xem là bà con nào mà bị xoang này với cả tan đòn với bầm ngã bầm dập tím chân tay khớp với cả thì bạn ấy phát cho bà con đấy. Thế mình cứ mang về để trong nhà dự phòng á. Thuốc này thì dùng được mọi lúc. Cái hạn dùng là được 3 năm. Cứ để trong nhà thôi. Thuốc của bạn ấy là được Bộ Y tế là công nhận và cấp phép cho sử dụng. Đấy. Có mã số, mã vạch cái thứ đàng hoàng nhá. Đầy đủ. Đấy, thuốc xoang thuốc xước. Đây là thuốc thuốc xoang đúng không? Không tí nữa thì mà bảo bà con xếp hàng thì các bạn ấy cho. Đấy là cứ giống nhất là chương trình là khoảng bao giờ khởi công, bạn có lên được không? Hay là dạ khởi công thì em sẽ lên. Ok, thế thì không xem ngày không? Có phải xem em cũng phải đi xem ngày xem qua. Vâng đúng rồi, mình cũng đã đông cũng phải xem ngày chứ gì ấy. Ok, thế để cho các cô bác với cả anh chị em là được biết để bạn xem ngày rồi cũng có tí tâm linh đúng không? Sẽ cho một cái chương trình khởi công ở đây cùng với cả bạn Hậu. Đấy. Tôi bảo bây giờ bảo bà con xếp hàng đây không bảo người tập trung bà con bảo bên tập trung cho cái này hết đi. Xếp hàng để hôm nay là do là thứ nhất là tại sao Thắng không có cameraman rồi là không có người quay là do bạn Tài hôm nay cũng đi về phía bên kia là giúp Tất Thắng đang quay mặt cầu ở thôn Bản Dương, hôm nay đổ mặt cầu. Đấy, bà con đổ mặt cầu bên đó và có rất nhiều những cái mà để mà cái công việc ấy, nên là Thắng không có thể chia đôi ra được. Nên là nhờ bạn Tài bạn sang bên đấy quay cho Tất Thắng. Đó. Đây bà con bên Bản Lũa mấy cả thôn bạn Minh cũng có làm cùng mấy cả tuyến này. Ấy chào các bác. Toàn các bác ở địa bàn Bản Lũa với cả Bó Khiếu. Đây là Bó Khiếu nhỉ bác nhỉ? Thôn Bó Khiếu. Vâng. Đây. Đây thì nhìn quen rồi. Em gái của bạn Minh. Của em là bạn Tòng đấy. À rồi. Vâng thưa bà con thì hôm nay chúng cháu cũng là ở dưới Hà Nội lên đây thì cũng qua anh Thắng anh làm về cái chương trình từ thiện rất là lâu rồi, cháu cũng theo dõi và cũng muốn tài trợ cho bà con vùng đồng bào một cái cây cầu thì cái cây cầu này thì cháu sẽ tài trợ cho bà con. Thì bà con ở vùng núi thì cũng hay đi lại rồi thì không khí nó cũng lạnh và đường đi khó khăn thì cháu cũng thấy cần thiết là cũng có một cái chai, đây cháu có một cái chai thuốc để dùng cho bà con khi nào bị đau xương khớp hoặc là bị ngã bầm dập mà vết thương không hở thì bà con có thể dùng, thì cháu tặng cho mỗi gia đình là một chai để dự phòng ở nhà khi nào cần thì mình dùng thôi chứ không phải mong muốn là không phải dùng đến đấy. Ngoài ra thì cháu cũng có cái canxi để chống còi xương nhưng mà do cái chuyến đi vừa rồi là cháu đi qua nhiều tỉnh nên là nó không chở được bằng xe. Đấy thì hôm nào mà khởi công cầu thì cháu sẽ mang đi thẳng lên đây. Đấy hôm nay thì cháu phát cái anh có làm lọ về xịt không? Đây còn về cái tí cầm lọ về. Chống loãng xương cho các bác các cô các chú các cháu thì hôm khởi công cầu sẽ mang lên. Đấy, mẹ bạn mình đấy. Chụp cái thằng bé này ngồi đi. Tới này. À, rồi. Bé này cái bụng nó lên cao quá rồi bà dì ơi. Hỏi bà dám chạy lên đưa bé này. Rồi. Tăng dần.
Bác có bị không? Bị xoang không? Tuyệt mũi không? Bác tai nhà cô bị. Thế à? À. Các bác nào mà có người bị thì lấy về xin. Thế à? À. Đây là khu vực cầu ấy. Sợ có đủ không? Thoải mái. Thế à? Thùng kia là 144, còn cái này là 100, thoải mái. Còn cái thuốc chống loạn xương, quài xương này không nào khỏi cơ đấy không? À. Bởi vì là con loạn đi tuyến này, các tỉnh đi trong xe lâu lắm không à? À, vâng. Duy đẹp trai quá. Duy đẹp trai quá phải. Đấy, bà con vào nhận. Vâng. Có bạn hậu. Câu nào nhỉ? Lại còn câu nào nữa? Bản lùa vẫn còn câu nữa. Đây bản lùa thôi. Thế hôm nào bảo là vâng. Cái chuối kia là còn cái nữa à? À cái này là nó 50 triệu thôi. Vâng. Thế cái kia khoảng bao nhiêu triệu để cháu biết? Gấp đôi cái này nữa à? Đây à? Đây à? Được rồi, thế để cháu xem là hỏi xem có nhà hảo tâm nào nữa hoặc là để kêu gọi cho các bác nữa nhá. Bà nào? Còn ngoài đấy gì? Chắc chắn nhá, bắt tay nhá. Đây là trang phục Tày à? Người Tày à? Tày. Đây à? Nhưng mà phải mấy cô nọ là lấy lá giang ngoài kia không? Đâu? Bà nào? Đây à? Chưa thấy được nhiều, lấy được nhiều lá giang. Được rồi, thế thì là còn cháu cứ tưởng là bản lũa là nguyên đây nữa. Còn dưới kia nữa. Thế à? Được. Được. Đây à? Đây là nguyên bó khiếu đi thôi đúng không? Bọn cô cũng đi gì? Các cô là bây giờ là đi ít hơn ở đây, chủ yếu bó khiếu đi. Đúng không? Bó khiếu mới cả nà diềm chỗ bạn Minh đúng không? Vâng. Nà diềm bó khiếu này toàn quá chỗ này. Vâng. Kim Linh cũng đi được ngày. Đúng rồi, đây là các bác biết rằng thế là nà diềm này cũng bản lũa này là có hai cây cầu. Dạ vâng. Các cô lấy thuốc về là ai bị thì hãng dùng. Chứ không là cứ thấy là cho miễn phí là về là không bị cũng xịt đâu nhá. À rồi. Thế à? Vâng. Cô biết ông Chản không? Cô sang bên chỗ nhà ông Chản này. Cô gần đây cô đi sang nhà ông Chản này. Thế à? Cô uống nhà ông Chản à? Cô uống bị đau không? Uống lúc đầu có bị đau không? Thế à? À. Bây giờ có uống thì thấy thế nào? Đỡ rồi à? À.
À van van à van vào đâu đâu bắt tay gái rồi à. Đây là chủ yếu là bó khiếu này là Điềm và Kim Linh đi tuyến này, còn các cô mà gọi là người ta gọi là gì nhỉ, bản lũa lại có một dưới kia còn một cái nữa rồi chỗ đi lại nhiều à, được rồi hôm nào lại hành quân xuống đấy. Thế bây giờ là bó khiếu mới cả Nà Diềm mới cả đường Kim Linh thì các cô cũng lên đây hộ làm chứ? Có mà. Có gì? À, cũng là trong bản nhưng mà mình là ở vụ bản dưới. Trên này nhóm trên giống như ở Khuẩy Bốc và Nậm Thuẩm đấy, đúng không? À rồi rồi rồi. Cùng cùng thôn và cứ có là làm. Có là làm đấy. À được rồi. Dân đồng tình mà đi làm hết mà. Vâng. Đây là bạn Hậu kia là bạn ấy ủng hộ là 50 triệu. Để làm cầu. Bạn mặc áo trắng kìa. Không, bạn kia kìa. Bạn trẻ trẻ như kìa. À đây bó khiếu đây, bó khiếu đây, đây. Đâu chị máy mắt mù đây à? À hôm nay chị máy cũng đi ra đây à? À. Cô bé này nó dắt em xuống đây nhận quà của chú. À vâng vâng. Sắp được có cầu ấy rồi, tên đường không phải lùi ra đây. Học phần nhiều nhá. Rồi. Cái mắt đưa đi đưa lại thì khó lắm. Được cái cầu thì cố gắng sang đây xem. Vâng rồi rồi. Vâng, tôi chúc mừng bó khiếu nhá. Sắp được cái cầu đi lại thì rất là cảm ơn, rất là mừng. Vâng, vâng, vâng. Bó khiếu thế là ok. Vâng, vâng. Chị máy mù là nhà bên này nhỉ? Đi vào bên này nhỉ? Vâng, đường đi vào trong này. Vâng. Mưa là thấy bảo là lũ nó đến ngang cổ này à? Vâng. Đây à? Đấy, cứ là đến khi nào nước lũ thì nó còn ngập đến đây à? Đến đây à? Đến đây gì? Đây. Vâng, đến đây nữa. Chuẩn không? Chuẩn không? Vào bãi ngô này không? Để biết để bảo làm cầu cho nó cao á. Thế à? À. Một năm là nó sẽ lên cao bằng một lần, có sẽ có một lần đến bãi ngô à? Có lúc thì một lần hai lần đấy. Thế à? À. Rồi. Trời mưa to thì đã đi rồi thì không biết quay lại nữa. Vâng. Mà người ở bên kia mà sang bên này giờ nước lũ thì không biết đi qua, không biết đi về đâu. Vâng. Đâu nhỉ, trưởng thôn đâu nhỉ? Để tôi bảo. Em phải xem trong cái nội dung ấy, thiết kế ấy, bảo anh Lượng ấy. Lúc nãy cũng trao đổi ấy, thấy bà con bảo là nước nó cũng dâng đến đây này. Nên đến cái chỗ chân của bác kia. Thế nên là mình làm sẽ làm bằng cái mặt đường tận đỉnh trên kia. Bằng đâu? Bằng mặt đường trên kia. Vâng. Mình sẽ kéo chỉ cho bằng cái mặt đường luôn. Bằng cái mặt. Vâng, có nghĩa là khi cái mố cầu với cả cái mặt cầu ấy để cho tránh cho sợ nước có tràn cả qua mặt cầu khi làm cầu ấy. Ướm thử là từ cái chỗ chân chị ấy cắm đứng thẳng ấy. Vâng. Đứng ấy là rưỡi dầm cầu nó sẽ cách cái mặt thẳng đứng kia là nó sẽ rơi vào mét rưỡi rồi. Vâng. Là mét rưỡi á? Ừ. Từ đây lên á? Từ dưới nền lên đến mặt bên dưới. Có nghĩa là trong lòng cầu gì? Trong lòng cầu là cao mét rưỡi gì? Rộng 4 mét à? 4 mét. Rồi. Đấy báo cho bạn Hậu để bạn Hậu biết là nội dung sơ qua là như vậy. Cầu là từ cái đáy này giữa suối ấy, lên đến chạm đến đáy cầu trên. Cái chỗ dầm cầu ấy là 1 mét rưỡi. Còn chiều ngang từ mố này sang mố kia. Phải không? Trong lòng ấy. Vâng. Là 4 mét đúng không anh Lượng? Trong lòng ấy, đúng không? Trường ăn trong lòng 4 mét. Vâng. Đấy, để cho bạn biết được. Còn hai mố cầu là 1 mét nữa thì cầu tổng là dài 6 mét đúng không? Hả? À, đấy là thông báo trực tiếp bạn trưởng thôn là... Rộng 3 mét rưỡi. À, rộng, chiều rộng là 3 mét rưỡi. Bạn trưởng thôn này là... Trưởng thôn tên gì nhỉ? Em tên Thông. Thông à? Bạn là trưởng thôn tên là Thông. Và... ngoài ra thì làm cầu này có sự hỗ trợ của một số thôn Nà Diềm à? Có hỗ trợ không? Trong xóm này. Trong Nà Diềm cũng lên tăng cường à? Vâng, và bó khiếu. Cái cầu bó cao. Cái cầu này chắc là bạn sẽ về xem ngày
để tiến hành khởi công cho nó sớm thôi. Cứ chủ động xem ngày thôi. À. Lên thì em... Và vật liệu thì hôm nay bạn cũng chở dần được rồi. Triển cầu khai thôi. Tiến độ rất nhanh, cầu này cũng sẽ cầu này nhanh. Cầu này chắc là nhanh à? À. Thì chắc là hy vọng là khoảng 15 ngày nữa là cầu có thể thông tuyến đi lại được. Tốt quá. À. Để cho bà con mưa gió mưa đó đến giờ tầm này là đến mùa mưa rồi đấy. Xong việc mưa xong đẹp ấy. À. Là bà con có lộc đấy. Cứ làm cầu này sao? Cứ làm cầu là cứ cầu là không mưa. Thế đến giờ này đến năm nay là lũ còn chưa thấy đâu cả. Đáng nhẽ bình thường là mọi năm là lũ về rồi đấy. À. Chỗ này là có nước ngập qua vừa nãy cũng trao đổi với cả thôn gì nhỉ? Thôn này là thôn Bản Lũa thì bà con cũng vừa nói chuyện ở dưới này vẫn còn một cây cầu nữa à? Dạ vâng. À, ở dưới này nữa đúng không? Nhưng mà bà con bảo là cây cầu đấy rộng gấp đôi gấp ba cây cầu này. Là phải trị giá cái số tiền là hơn 100 triệu cơ. Rất là lớn. À. Vâng. Cái lòng suối nó rộng hơn. Vâng. Thì hôm nào thì Thắng sẽ qua đó xong cái công việc của bạn Hậu làm cây cầu ở đây. Đấy thì có thể là phải đến tầm tháng 10 thì có thể triển khai này. Tháng 10 à? Âm lịch ấy. Bây giờ là triển khai là không kịp nữa. Không kịp nữa. Bây giờ đang là mùa nước. Tại mùa mưa đến nơi rồi là khi công to đấy là không kịp à? Không kịp. À, thế bự thế cả. Lưu lượng nước ở đấy là dòng chảy chung từ Kim Linh về. À. Dạ. Rồi ok, thế để biết. Thôi đi nhở, xong anh em mình có di chuyển, bạn Hậu có chia sẻ gì nữa không? Đó không, em trao đổi hết rồi. Thế à? Qua đây là được xin gửi lời cảm ơn đến cá nhân bạn Hậu cùng với cả anh em cộng sự đã về đến đây là giúp cho thôn Bản Lũa. Mặc dù là bạn này rất là trẻ, bạn này mới sinh năm 91 thôi. Đấy là, nhưng mà đã có tấm lòng hướng thiện như này rất là tuyệt vời. Là một là làm trường, hai là làm cầu, một trong những cái công trình rất là ý nghĩa, công trình phúc lợi cho bà con nhân dân đi lại như này rất là tuyệt vời. Gửi lời cảm ơn đến bạn và chúc bạn và gia đình sức khỏe hạnh phúc và mọi cái công việc của bạn đều thuận buồm xuôi gió. Thay mặt cho cấp ủy chính quyền địa phương rất là cảm ơn anh em bạn Hậu và anh em trong đoàn của bạn Hậu đã có những cái chia sẻ đến với bà con nhân dân xóm Bó Kiếu nói riêng và thôn Bản Lũa nói chung, đã giúp đỡ bà con để có khí để tổ chức xây dựng cây cầu mà mấy lâu nay là bà con rất là rất mong. Rồi ok nha. Thôi đi nhờ, mình di chuyển nhờ. Rồi ok. Rồi chào nhá. Rồi chào các bác nhá. Thôi mưa rồi bà con lại giải tán thôi. Hôm nào. Cầu ngoài vừa nghe cũng trao đổi rồi bảo là nó to thì để phải để khoảng tháng 10 xong sẽ quay lại để thi công cùng với bà con. Cái đấy là phải số lượng tiền nó và số lượng tường nó lớn. Thế à? Học sinh cũng nghỉ học á? À. Thế bây giờ nghỉ hè rồi là mai là nghỉ hè rồi đúng không? Mà sẽ làm được rồi, sẽ và nhớ bắt tay rồi mà đúng không? À, đây cứ cầu này là triển khai trong vòng khoảng 15 ngày nữa. Vâng. Bắn từ bụi nứa này sang bụi này đúng không? À. Cảm ơn ạ. À. Cảm ơn các cháu nhà thực hiện mà. Càng ngày càng già rồi, còn muốn xem thì các cháu làm cho thì thôn này còn nhiều đi lại thì thấy tốt quá. Cảm ơn lắm. Tuyệt vời, tuyệt vời. Các cháu nha. Đây các bạn này là bạn cho thuốc nên là cho cầu ấy. Không cứ cảm ơn nhầm anh Thắng rồi.